Ngày 16 tháng 9, tỉnh Lào Cai sẽ huy động máy móc vào triển khai đo đạc quy hoạch thống kê đền bù giải phóng mặt bằng, thi công khu vực tái định cư cho 40 hộ dân làng nổ bị mất nhà do lũ quét sạt lở đất. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai cho biết, vào ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất, các chuyên gia về địa chất, lãnh đạo một số sở ngành và thường trực quyện ủy Bảo Yên về việc xây dựng khu tái định cư cho dân làng nổ sau khi nghiên cứu thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã kết luận một số nội dung. Theo đó, Hội kiến trúc sư Việt Nam sẽ đảm nhận việc thiết kế nhà sàn. Tại cuộc họp, hai phương án về địa điểm xây dựng được đưa ra. Phương án 1, khu tái định cư nằm giữa cánh đồng, có diện tích khoảng 3 ha. Tuy nhiên, khu này không an toàn vì thấp, có hai dòng suối chảy quanh, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra, rất nguy hiểm. Phương án 2 là khu tái định cư nằm ở đồi sim cách làng cũ 2 km, địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước rộng rãi. Đây là phương án được chọn. Biểu quyết ý kiến nhân dân có 100% ủng hộ phương án 2. Về tiến độ thực hiện, ông Trịnh Xuân Trường cho biết, ngày ngày mai, ngày 16 tháng 9, máy móc sẽ được huy động vào triển khai đo đạc quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng thi công quyết tâm hoàn thành khu vực tái định cư cho 40 hộ dân bị mất nhà trước ngày 31 tháng 12, ông Trường cam kết. Trong quá trình xây dựng, lãnh đạo địa phương cũng đề nghị bà con tham gia giúp đỡ công nhân trong quá trình xây dựng. Sẽ xây dựng một làng nổ mới đẹp hơn làng nổ cũ, nhân dân đoàn kết quyết tâm, khu vực mới còn có thể bố trí cho một số dân đang ở vị trí thấp nguy hiểm, chứ không chỉ là các hộ dân bị ảnh hưởng mất nhà bởi trận lũ quét vừa qua, ông Trường cho biết. Phương án nhà xây thăm mẫu kiến trúc truyền thống người Tài, xây xong bàn giao bốc thăm chọn nhà, bảo đảm công bằng dân chủ. Theo thông tin cập nhật của tỉnh Lào Cai, đến trưa ngày 15 tháng 9, tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét sạt lở đất là 33 hộ với 40 nóc nhà, có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ, là nơi sinh sống của 168 khẩu, tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số người đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ. Trường hợp đang điều trị tại bệnh viện là 15 người. Có 52 người tử vong, tăng một trường hợp so với ngày 14 tháng 9 do nạn nhân chết tại bệnh viện do chấn thương nặng. Thông tin đến thời điểm tối ngày 15 tháng 9, có 14 người mất tích, giảm 19 người so với số liệu ngày 14 tháng 9. Lý do là thời điểm xảy ra lũ quét, thông tin liên lạc bị ngắt gián đoạn, giao thông bị chia cắt, dẫn đến chưa kịp thời thống kê báo cáo một cách chính xác. Một số trường hợp khi có thông tin nhưng lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về. Một số trường hợp do hoảng loạn, khai báo bị trùng chéo, thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại có 87 người an toàn, tổng số người chết và mất tích đến nay còn có 66 trường hợp, giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu. Trong ngày 15 tháng 9, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân còn lại bị mất tích. Thôn làng nổ vốn bình yên chỉ sau tiếng nổ lớn đã trở thành một đống đổ nát hàng ngàn khối đất đá núi voi sạt xuống, vùi lấp đi 40 ngôi nhà là nơi sinh sống của gần 170 nhân khẩu. Những nạn nhân xấu số ra đi mãi mãi khi chưa kịp tỉnh giấc lúc sáng sớm, để lại nỗi đau thương cho người ở lại. Bầu không khí tang thương ở thôn làng Đổ không biết lúc nào ngôi ngoài khi vẫn còn 14 người mất tích. Tiếng khóc nghẹn của những người chờ tìm kiếm người thân mất tích xen lẫn với tiếng cảnh báo động nguy cơ tiếp tục sạt lở vang lên làm cho lòng người ai nấy đều vô cùng xót xa. Bà Hoàng Thị Bóng, 47 tuổi, sau 5 ngày cùng các lực lượng tìm kiếm, đến nay vẫn chưa thấy thi thể của chồng. Bà không tin nổi là chỉ trong chớp mắt, lũ quét đã cướp đi người thân cùng với ngôi nhà khang trang mà cả đời vợ chồng bà đã dành dụng vừa mới xây xong. Bà Bóng nghẹn ngào nói trong nước mắt, tôi không còn gì cả, điều quan trọng nhất lúc này là mong sớm tìm thấy chồng, còn mọi khó khăn phía trước tôi chưa dám nghĩ tới. May mắn không mất người thân như các hộ gia đình trong thôn, nhưng với ông Hoàng Văn Tiện, 47 tuổi, thảm họa lũ quét thôn làng nổ là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Sáng ngày 10 tháng 9, gia đình ông gồm có 8 người đang trên đường về nhà thì nghe tiếng nổ to trên núi. Nhìn lên thì thấy đất đá bay tung tóe, cả nhà đã kịp chạy đến đồi đất cao để tránh lũ an toàn. Sau tiếng nổ khoảng 3 phút, đất đá từ trên núi voi ụp xuống, san phẳng cả bàn làng may mắn thoát nạn nhưng gia đình ông tiện lại rơi vào tình cảnh trắng tay toàn bộ nhà cửa và những tài sản đáng giá đều đã bị lũ cuốn hết nên phải sống nhờ nhà người thân mấy ngày qua từ cơm ăn đến quần áo mặc gia đình đều trông chờ từ hàng cứu trợ và giúp đỡ của người dân trong làng sau thảm họa những người còn sống sót ở thôn làng nổ đối diện với tương lai mờ mịt họ không còn nhà cửa đất đai canh tác hay tài sản trước mắt họ là cả một chặng đường dài gian nan khó khăn của người dân làng nổ những ngày qua phần nào đã được người dân cả nước chia sẻ những mảnh chăn tấm áo túi gạo đến đồ dùng thiết yếu vẫn đang được dòng xe cứu trợ vận chuyển về làng nổ hỗ trợ bà con bên cạnh đó những khoản tiền hỗ trợ cụ thể cũng đã được các tổ chức cá nhân gửi đến tay nhiều gia đình gặp nạn tuy nhiên điều quan trọng lúc này với những người còn sống đó là một nơi ở mới an toàn Chiều ngày 12 tháng 9, khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm thôn Làng Nổ, anh Hoàng Văn Voi, 35 tuổi, là một trong những người trực tiếp được Thủ trưởng cho chuyện thăm hỏi động viên. Gia đình anh Voi có 5 người, thì vợ và con trai đã bị thiệt mạng vì lũ quét, còn mẹ và con gái anh bị thương nặng phải cấp cứu. Là người thay mặt bà con nói lên tâm tư nguyện vọng với Thủ tướng, anh Voi cho biết, sau trận lũ quét, bà con đã được chính quyền địa phương hỗ trợ thức ăn, quần áo và huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên hiện tại, nhiều gia đình không còn gì nữa, mong nhà nước giúp đỡ về đất đai nhà cửa ở nơi an toàn. Khi chứng kiến những đau thương của người dân thôn làng nổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bật khóc. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn mất tích. Đối với 16 nạn nhân đang bị thương, cần tập trung chữa trị bằng điều kiện tốt nhất để có thể sớm được bình phục, trở lại cuộc sống bình thường, nhanh chóng khôi phục cơ sở bị ảnh hưởng để các cháu đến trường sớm nhất có thể. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lào Cai tìm một đến 2 địa điểm để khảo sát, đánh giá an toàn nhằm khôi phục lại bản mới cho người dân, chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải làm xong. Về nội dung khôi phục lại thôn mới, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh sẽ khảo sát khu đất 20 ha và xin cơ chế để sớm thiết kế thi công, đồng thời kêu gọi cứu trợ giúp đỡ các hộ dân gặp nạn hiện nay quỹ tấm lòng việt đã đề nghị và được sự chấp thuận trên nguyên tắc của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai về việc phối hợp tham gia tái thiết xây dựng lại nhà ở cho người dân thôn làng nổ theo kế hoạch công trình nhà ở sẽ được xây dựng tại khu quy hoạch mới cùng một số công trình phụ trợ như nhà sinh hoạt cộng đồng công trình cung cấp nước sạch hy vọng với sự chung tay đồng lòng của người dân cả nước thôn làng nổ sớm được tái thiết để người dân sớm bình ổn cuộc sống theo thông tin từ ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ tại làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đến 11 giờ trưa ngày 15 tháng 9, thêm 18 người đã cho là mất tích được xác minh là còn sống. Như vậy, cùng với 11 người trở về trình báo vào ngày 13 và ngày 14 tháng 9, đến nay đã có 29 người được cho là mất tích là được xác minh còn sống. Như vậy đến nay, cơn sạt lở tại làng Nổ đã khiến 52 người chết và 14 người mất tích. Công tác tìm kiếm người mất tích tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đất bắt đầu cứng lại. Huyện Bảo Yên cũng đang triển khai san gạt mặt bằng khu tạm cư cho các hộ dân làng Nổ cách nơi ở cũ hơn 2 km, phấn đấu xong trong 10 ngày để ổn định tạm thời đời sống nhân dân trước khi xây xong khu tái định cư. Vào ngày hôm qua, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên đã tổ chức lấy ý kiến người dân về việc xây dựng khu tái thiết nhà ở. Về cơ bản, người dân vùng lũ làng nổ nhất trí với phương án khu tái định cư mới. Nhiều hộ dân đề nghị kiến trúc nhà ở theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tây, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt và sản xuất. Ngày 15 tháng 9, theo thông tin từ Sở Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cho biết đến 14 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tổ chức ra soát số người thiệt mạng và mất tích sau vụ lũ quét sạt lở đất. Cụ thể, tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66 trường hợp, giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu, trong đó số người mất tích hiện là 14 theo lý giải của lực lượng chức năng việc giảm trường hợp chết và mất tích so với các số liệu trước đó là do một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương một số trường hợp gia đình khai báo ban đầu chưa chính xác số lượng một số trường hợp bị trùng chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét sạt lở đất là 33 hộ với 40 nóc nhà, trong đó có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ, là nơi sinh sống của 168 khẩu, tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số trường hợp đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 87 người, số người bị thương đang điều trị ở bệnh viện là 15 người. Trận lũ quét sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm ngày 10 tháng 9 đã san phẳng 40 nóc nhà tại thôn Làng Nổ với 168 nhân khẩu, trong đó 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, còn lại là 15 tới 69 tuổi. Khu vực xảy ra lũ quét sạt lở đất nằm xa trung tâm, cách huyện Bảo Yên 40 km, cách thành phố Lào Cai 120 km, giao thông chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên lực lượng cứu hộ của huyện mất nhiều giờ mới tiếp cận được hiện trường hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân còn lại đang mất tích